Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Công an huyện Sóc Sơn và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, bắt giữ đối với Cha Pierre, sinh năm 1963, quốc tịch Canada, cư trú tại số nhà 2898 phố Philippe, thành phố Gia-son, tỉnh Quebec, Canada về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác nắm tình hình tại các đường bay quốc tế sau khi hoạt động trở lại, các đối tượng sẽ trực tiếp vận chuyển ma túy vào Việt Nam qua đường hàng không. Không thể tội phạm có cơ hội lộng hành, lực lượng chức năng đã chủ động nắm bắt, kiên quyết đấu tranh bài trừ loại tội phạm nguy hiểm này. Thời điểm bắt giữ Cha Pierre, lực lượng chức năng thu giữ được vật chứng là hai vali bên trong giấu 61 túi cần sa với tổng khối lượng 29.988 gram. Để qua mắt cơ quan chức năng, đối tượng người nước ngoài đã ngụy trang cần sa trong quần áo và vải vụn tẩm tinh dầu tỏi nhằm tránh sự phát hiện. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng Đại sứ quán Canada tổ chức ghi lời khai của Cha Pierre. Đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Đa Chiều để cập nhật các tin tức nóng hổi mỗi ngày.